Gần 30 năm trước, từ phong trào văn nghệ quần chúng, khu vườn ca hát không chuyên đất Quảng đã phát hiện được khá nhiều giọng hát từ khắp mọi miền quê xứ Quảng, để lại dấu ấn sâu đậm cho công chúng yêu ca hát một thời. Có thể kể đến những cái tên như Ngọc Huệ, Thu Hương, Viết Lĩnh, Thủy Trúc ở thành phố Hội An, Lê Hoa, Quế Sơn, Kim Anh, Núi Thành, Y Mai, Thu Mây ở Trà My, Lê Từ ở Thăng Bình, Văn Hiển, Đình Tiến ở Tam Kỳ. Sau thế hệ này, nhất là từ sau ngày tái lập tỉnh, phong trào văn nghệ quần chúng ở Quảng Nam đã phát hiện hàng chục giọng ca đầy triển vọng, tiếng hát bay xa, vượt ra khỏi phạm vi địa phương như Công Lý ở Hiệp Đức, Quang Hào, Quế Sơn, Vi Thảo ở Duy Xuyên, Trương Kiều Diễm, Song Thư, Song Thảo ở thành phố Tam Kỳ, vân vân. Thực ra thì với những cái hoạt động về văn hóa nghệ thuật ở thời điểm này thì nó đã đổi khác rất là nhiều so với lại những cái thời điểm của thời gian Quang Hào hoạt động tại tỉnh nhà. Hiện tại bây giờ thì tất cả những cái kênh truyền thông, những cái sân chơi về nghệ thuật nó rất là rộng rãi. Có nghĩa là ngày xưa thì mình ở Quảng Nam thì mình chỉ thi ở Quảng Nam thôi. Nhưng mà có thể là bây giờ thì ở Quảng Nam có thể đi vào Vĩnh Long hoặc là thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, hoặc là mình thi cử trong đó để tạo được tên tuổi. Thế thì bây giờ để với mình làm sao để mình phát động được, cũng như là những cái hoạt động nghệ thuật nó mạnh mẽ lên đó, thì phải tạo nhiều những cái sân chơi hơn nữa, và tạo những cái sân chơi mà có tính cọ sát, sự trải nghiệm cho các bạn trẻ. Và hơn nữa phải có những cái tính giáo dục kịp thời, để làm sao đó để cái sự phát triển của xã hội và cái sự tiếp cận của âm nhạc của các bạn nó không bị hòa tan ra. Đã có một sự nối tiếp khá rõ ràng của tiếng hát đất Quảng ở các sân chơi ca hát phong trào, từ hội diễn Hoa Phượng Đỏ dành cho tuổi thơ đến các hội thi, hội diễn liên hoan của nhiều ngành, đơn vị trong tỉnh. Và quan trọng hơn, càng về sau, những giọng hát của đất Quảng càng trở nên chất lượng, đặc độ chính hơn để có đủ khả năng mang chuông đi đánh xứ người. Điều này cho thấy sự tương tác và tiếp cận với cái mới, các trào lưu âm nhạc cũng như việc xử lý âm thanh, kỹ thuật thanh nhạc trên đa phương tiện của thời hiện đại đã tạo nên sự bứt phá đáng kể cho những giọng hát phong trào của xứ Quảng. Và chính vì thế, các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng được tổ chức trong những năm gần đây cũng phải đảm bảo yêu cầu cao hơn về chất lượng nghệ thuật. Không kể hoạt động ca hát được tổ chức thường niên ở các địa phương nhân dịp lễ Tết, chỉ bằng về một số liên hoan hội thi gần đây ở cấp tỉnh do Trung tâm Văn hóa Thông tin Quảng Nam tổ chức, đã thấy một sự chuyển biến rõ nét về quy mô, chất lượng và độ lan tỏa để tiếng hát đất Quảng được vang xa. Các cuộc thi như liên hoan Bolero giai điệu quê hương tổ chức năm 2019, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc năm 2020, và mới đây là cuộc thi tiếng hát đất Quảng lần thứ nhất năm 2021, trở thành nơi hội tụ và phát hiện tài năng ca hát đất Quảng. Có một điều đáng mừng là mặc dù được tổ chức trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh, mọi hoạt động đều phải được tính toán hợp lý trong trạng thái bình thường mới, nhưng các địa phương đã hưởng ứng tích cực bằng việc tổ chức sơ tuyển, lựa chọn những giọng hát có chất lượng đang sinh sống và làm việc tại địa phương hay đang đi làm ăn xa, đăng ký tham gia. Ví như cuộc thi tiếng hát đất Quảng lần thứ nhất năm 2021 vừa qua đã thu hút hơn 150 thí sinh ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đăng ký dự thi. Đây là minh chứng rất rõ nét để khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh và thời điểm nào, thì âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống, và phong trào ca hát không chuyên luôn được chú tâm đầu tư để làm phong phú cho đời sống văn hóa nghệ thuật ở Quảng Nam. Ở Thăng Bình thì thời gian gần đây thì cũng có nhiều cái địa phương cũng có tổ chức nhiều cái chương trình văn nghệ quần chúng này kia đồ thứ, là các đồ, nhưng mà để tham gia một cái sân khấu lớn thì là ít. Ở Thăng Bình thì hiện nay thì cũng đang có kế hoạch tổ chức cũng nhiều cuộc thi, cả cuộc thi giọng hát hai toàn huyện, rồi cuộc thi TCM của huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa tổ chức. Tôi nghĩ rằng các sân chơi tiếng hát đất Quảng thì cũng là một trong những cái vấn đề là cái khởi đầu để cho nó tạo lên được cái không khí để cho các phong trào chúng ta được khởi sắc hơn. Sau khi nhận kế hoạch thì Trung tâm Văn hóa qua các cái kênh mạng xã hội, rồi như các cái thông báo cho các cái trung tâm văn hóa của xã, thì chọn các thí sinh. Đối với Tiên Phước thì một số em đăng ký qua cái
cái nguồn qua cái kênh của trung tâm văn hóa tỉnh, đó là thí sinh tự do, còn một số em thì đăng ký qua trung tâm văn hóa huyện. Thì sau đó thì trung tâm văn hóa thể thao truyền thanh truyền hình huyện Tiên Phước tổ chức sàng lọc các cái giọng ca, và tụi em đã chọn được 3 giọng ca tốt nhất, gồm có các em từ độ tuổi sinh năm 2003. Và đây là dịp để mà Tiên Phước tìm ra các cái tài năng để là làm cái nguồn bổ sung cho cái các hoạt động văn hóa văn nghệ sắp đến. Em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một cái cơ hội lớn để em có nhiều mối quan hệ, có nhiều bạn để phát triển được cái khả năng của mình, cái năng khiếu của mình, cũng như là quen biết được rất là nhiều bạn mới, rất là nhiều và hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây một cách nhanh nhất. Chính từ những sân chơi ca hát quy mô toàn tỉnh được tổ chức những năm qua, nhiều giọng ca ở các lứa tuổi đã được phát hiện, cọ sát để ngày càng vững vàng hơn, bản lĩnh hơn trên sân khấu văn nghệ quần chúng. Những cái tên như Huỳnh Thanh Thủy ở Hội An, giải nhất, Nguyễn Thị Phúc ở Phú Ninh, Hà Quang ở Điện Bàn, giải nhì Liên Hoa Bolero giai điệu quê hương năm 2019, hay các giọng ca trẻ như Lữ Quý Minh Thư ở Tam Kỳ, Trần Phước Phi ở Đài Lộc, Trần Lê Thanh Thủy ở Thăng Bình, Nguyễn Bảo Trâm Núi Thành, vân vân. Là Quán Quân và Áo Quân được phát hiện thuộc cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Quảng Nam năm 2020. Và mới đây là Lê Hoàng Đức ở Điện Bàn, Lê Thị Mỹ Mơ ở Bắc Trà My, Ngọc Vi ở Tiên Phước hay Diễm Hằng Tam Kỳ đoạt giải cao ở cuộc thi tiếng hát Đất Quảng lần thứ nhất năm 2021. Đều là những gương mặt sáng giá của phong trào ca hát Đất Quảng. Đặc biệt, đến với cuộc thi tiếng hát Đất Quảng lần thứ nhất năm 2021. Đến với cuộc thi này, có những thí sinh đã mạnh dạn chọn những bài hát khó để thể hiện bài thi, đã chứng tỏ các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ càng và cả sự tự tin để tạo dấu ấn cho riêng mình trên con đường ca hát. Tại đêm chung kết, các thí sinh càng có sự tập trung lựa chọn và đầu tư chu đáo hơn về việc chọn bài, bảng phối, chất giọng trình bày, trang phục và phong cách biểu diễn. Qua đó càng thấy được sự đột phá và trưởng thành của các thí sinh qua từng vòng thi để được chọn vào chung kết một cuộc thi tranh tài giọng ca hay và được tỏa sáng trên sân khấu. Qua cuộc thi, thấy được Quảng Nam chúng ta có rất là nhiều những giọng ca vàng, những giọng ca rất là triển vọng. Có những bạn trẻ còn rất là trẻ, tuy chưa đào tạo nhưng mà có những cái giọng bản năng và phải nói là trời phú. Bên cạnh đó có những cái giọng ca gạo cội cũng cho thấy rằng là cái phong trào của tỉnh nhà cũng như những cái địa phương trên toàn tỉnh rất là mạnh. Với Quang Hào thì cảm nhận là cũng trước đây mình cũng lớn lên từ những cái phong trào của tỉnh. Tuy nhiên thì lần này thì thấy một cái sự đổi mới và chương trình được tổ chức quy mô, đặc biệt là các tư duy chọn bài của các thí sinh phải nói là rất là tiến bộ và có nhiều thay đổi, phải nói là rất vui mừng cho điều này. Đây là sân chơi được tạo cơ hội cho tụi em được tiếp xúc với một sân khấu lớn, sự chuyên nghiệp. Mấy bạn rất tốt, vô được tới đây là chắc chắn là bạn rất là mạnh rồi. Nên mình sẽ thể hiện hết sức mình. Để phong trào ca hát ở Quảng Nam ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng, ngành văn hóa tỉnh cũng đã phối hợp với các trường đào tạo âm nhạc thường xuyên tổ chức lớp tập huấn thanh nhạc căn bản và kỹ năng xử lý ca khúc cho đội ngũ làm công tác thông tin lưu động, văn nghệ quần chúng các địa phương. Chính vì thế, những vấn đề cơ bản trong thanh nhạc như vị trí hơi thở, quá trình phát triển của hơi thở thanh nhạc, luyện tập hơi thở thanh nhạc, phân loại giọng hát, âm khu của giọng hát đã trở nên quen thuộc và nằm lòng, giúp ca sĩ không chuyên tự tin vào bản lĩnh hơn mỗi lần bước lên sân khấu. Văn nghệ quần chúng đã từng một thời vàng son trên quê hương xứ Quảng, nhiều giọng ca vàng được chắp cánh bay lên, lan tỏa đi khắp mọi miền. Và giờ đây, trong cuộc sống hiện đại, với sự phát triển mạnh mẽ của giải trí, nhờ được quan tâm đúng mức, tạo sân chơi chất lượng, mà tiếng hát Đất Quảng lại được cất cao trên bầu trời âm nhạc, mang đến niềm vui cho cuộc đời.
cho em sớm mai yên lành, ngọt ngào trong tiếng mẹ ru ơi. Quê hương cho em tuổi thơ êm đềm, đồng dao cánh cò bay qua. Rồi em biết yêu quê mình, yêu từng bông lúa chất chiêu. Rồi em lớn bước ra cánh đồng, đến giòn nắng gió mà vui. Quê hương thân yêu biết bao thăng trầm, vì nghe trong tiếng thời gian xa mờ. Thêm yêu bóng ai qua cầu, cầu xưa bóng hồ soi nghiêng. Để em hát khúc ta quê nhà, tặng tình câu hát hoa quang. Tình duyên ấy biết bao nhiêu tình, câu hò quang lý lời. Hãy subscribe.